Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh của Nếm nhá. Ngày hôm nay thì cả nhóm đang có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh. Và địa danh cụ thể thì đây chính là thị xã Kỳ Anh, một nơi mà có một cái vùng biển rất là đẹp. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan lại với biển Thiên Cầm. Mình cũng đã quay ở biển Thiên Cầm rồi, nhưng mà lần này thì quay trở lại để thưởng thức hải sản. Hôm nay thì đang đi trên đường thì thấy bà con ở chỗ Kỳ Anh này họ đang thu dưa. Đây. Chào chú nhá, cho cháu quay một chút. Đây, ở khu vực miền Trung này thì bà con trồng dưa khá là nhiều. Nhưng mà không hiểu là sao. Chị, đây gọi là dưa gang không ạ? Sao nó lại dài dài như vậy? Dưa gang, dưa mử đấy. À, con chưa bao giờ con thấy cái quả dưa gang mà nó dài. Giống mới ạ? Bơ, ăn giống quả bơ. Vâng, nhưng mà bình thường con thấy nó tròn tròn mà chú. Tròn có, dưa có. À vâng, chú đang thu hoạch. À thế đi, mình theo chú đi mọi người. Ở trên Trang người ta có trồng dưa nhà không Trang? Chú em chỉ trồng dưa hấu thôi. À, dưa hấu em đi theo chú tí nhé. Bây giờ chú đi nhanh thế này á. Sợ nắng à. À, chú vặt thế này là đã có khách đặt rồi à? Là tí họ đến à chú? Nhà chú có nhiều dưa không? Hai mẫu cơ à? Nếu mà hai mẫu mình thu hoạch thì được khoảng bao nhiêu cân? Được mấy tạ không chú? Ôi được tấn cơ. Ai rồi? Dưa hấu kìa. Đây là dưa hấu mọi người ơi. Quanh đây nhiều dưa lắm em ạ. Vâng. Nhưng mà anh thấy là chỉ có một vài hộ là họ trồng thôi. Có thể là do là kiểu nhu cầu thị trường cũng không nhiều ấy. Dạ. Mẫu mã nhìn xấu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ là trái dưa sẽ rất là ngon. Đây, mọi người hãy nhìn cái lán của chú ấy kìa. Đây, chú. Đây, nhường máy quay đi trước đi. Máy quay đi ra cái chỗ lán của chú xem chú bứt dưa. Vừa nãy là anh thấy chú đang bứt dưa lê. Đây à, đây này. Vâng. Bên này cái quả này dưới em gọi là dưa gì? Em á? Em cũng gọi là dưa lê thôi. Dưa lê phải không? Dạ. Anh thích dưa lê lắm. Dưa lê này nếu mà tầm này mùa hè này, đi vào các nhà hàng ăn là họ hay giải khát bằng cái quả đấy. Đúng rồi, dưa này nó mặn nước. Ra đây xem chú. Sao có mỗi mình chú bứt thế hả chú? À. Vâng. Cái này trồng bao lâu thì mới được thu hoạch một lần chú? 2 tháng. Đây. Mọi người nhìn xem này, tức là bà con sẽ phải lấy cái lá phủ lên quả dưa như này để cho nó đỡ bị nắng hỏng quả dưa. Quả dưa rất to đấy. Hái gần hết rồi chú. Tại sao quả nào thì mới hái được, quả nào thì mới được ạ? Đây như ở đây nó có quả nào hái được không chú? Như quả này chưa. Để cháu xem là chú, cháu xem mấy quả chú đang cầm được không? Đây quả này chắc được này. Mấy quả hái quả chín đó. Đây này, mọi người đến gần thì mới thấy được mọi người. Nhưng mà đi xa như thế không thấy được đâu. À đâu cái quả này là vặt được rồi. Thế chú vặt đi. Không vặt làm gì? À chưa bán. À chưa bán ạ. À thế đây những cái quả mà như thế này là đây mọi người thấy là nó khá là to này. Bình thường thì anh thấy quả dưa gang nó sẽ tròn tròn nhưng mà bây giờ ở trong này anh thấy quả dài dài như này. Lúc đầu nhìn qua tưởng quả bí. Em đang tưởng tượng đến một con nó hơi ghê anh ạ. Con gì? Con sâu không? Đĩa. Đây là cái đầu nó đi. Con đĩa thì nó làm gì như này chả có. Nhưng mà nó bé bé anh. Không thể nào giống con đĩa được em. Linh tưởng linh tinh. Đây này. Bà con làm hẳn một cái luống riêng như này. Đấy. Ủa mà sao bên này là quả già mà bên này là quả tròn này? Anh cũng không rõ đâu. Đây, mình có khi mình sang bên ruộng bên này đi. Bên này vẫn là ruộng dưa lê. Vâng. Có phải dưa lê không ạ? À, không phải đâu. Đây là dưa gang vẫn rồi. Dưa gang mọi người ạ. Cái dưa gang này thì nó cũng liên quan đến tuổi thơ của anh luôn này. Bởi vì là hồi bé anh hay kiểu lúc học thì mẹ sẽ dằm đá đấy. Xong rồi mang cho mình một âu luôn. Đây. Vừa học vừa ăn. Trời miền Trung nắng gió quá.
Sướng. Mọi người mà đi ngang qua Hà Tĩnh phải dừng lại đây giải khát luôn. Đỡ cô gái con gái chú chưa lấy chồng à? Khả năng ngại thế, thấy ông kính chạy hết. Chú ra chú bổ cháu mấy quả dưa này không? Đây. Em ơi. Em gái à? Em cân cho anh ấy. Để bố cân cho chú. Chú cân cho cháu đấy được không? Chú cân cho cháu với. Đây. Này bao tiền cân hả chú? Ui. Này mọi người lại gần đi. Gà rất là lớn luôn. Hai quả đấy 1 cân rồi. Đấy. 30.000 một cân. 30.000. Thế còn cờ dưa gang này sao hả chú? 15.000 một ký. Ôi rẻ nhờ. Dưa này là về nó còn bở ra, nó còn mềm nữa không? Mềm. Về rửa nước là để chiêu là thơm. Vâng, là dăm đá ngon đấy hả chú? Đá được. Vâng. Thế cháu 2 cân dưa lê à? Dưa lê. À, tí mang ra biển Thiên Cầm ngồi ăn xong là xong. Này. Chú cân cháu 2 cân nhá, còn đâu cái này là trông này quả này lạ lạ đấy. Có mua luôn. Có. Đây. Nhưng em không gọt vỏ à? À, cái tí bóc vỏ được à? Chưa chín tới. À. Là bóc vỏ lên luôn hả chú? Bỏ đường. Cái này bỏ đường ngon. Nếu mà chín tới thì mình sẽ bóc được luôn. Còn cái này thì mình phải có tí dao để chiều. À, chiều là chín luôn ạ. À, ngon quá mọi người ơi. Thử cái nào. Mà bở thơm. Dưa dài hơn ngon hơn hay là dưa tròn ngon hơn hả chú? Giống nhau à? Nhưng mà hình dáng nó khác nhau thôi à? Đây. Ăn đi em. Em ăn thử đã. Ngon đấy. Có đường không con? Có đường có đá thì mới ngon. Con đang hạn chế ăn đường. À. Ăn này đường tự nhiên này mới ngon hơn này. À. Ngon rồi. Mát. Giải khát mùa hè. Thịt đá nữa thì càng mát hơn. Cái này thì dầm đá ngon bởi vì dầm. Cái độ đường của nó sẽ không ngọt như quả dưa lê. Phải không? Ngon quá. 2 tháng mới được thu hoạch một lần. Nó chắc chỉ mùa hè và con mới trồng được thôi. Chắc chiều nay thì nó chín hơn thì cái lớp vỏ này mình bóc mới dễ hơn mọi người ạ. Đây. Đẹp nhỉ? Màu quả dưa này đẹp thật đấy. Ngon. Ăn đi em. Trên đường mà ra với cả biển Thiên Cầm thì mình đang thấy chỗ này. Ở đây sông đây người ta nuôi rất là nhiều hàu mọi người ạ. Nếu mà anh nhìn không nhầm thì đấy là con hà chứ không phải con hàu. Hà. Con hà này nếu mà em mà nấu canh thì nó sẽ rất là ngon luôn. Người ta sẽ sử dụng những cái lốp xe máy kia và sẽ cấy giống con hà thả ở đây. Chỗ đoạn này thì là cái gần với cả cửa biển nên nước ở đây thì nó sẽ hơi lợ một chút nên con này có lẽ là nó sẽ sống được. Xung quanh đây thì còn có rất nhiều những cái quán nhậu ven sông. Mình không biết là cái sông này là sông gì nữa mọi người ạ. Nhưng mà gì rất đẹp em nhỉ? Vâng ạ. Đang thấy quả bữa hào hay không? Hay luôn ấy. Đây họ làm thành những cái đường như thế này. Để bắt cho dễ à? Không phải đâu, để đi lại rồi quy hoạch cho nó dễ. Con hào này thì nó có rất là lợi ích về môi trường nước bởi vì nó sẽ lọc nước. Đúng rồi, con này nó sẽ lọc nước. Nó sẽ là rất là tốt. Tí nữa mà ra kia xem nếu mà có hào hà như này làm một bĩa. Đây là con hà đấy. Đây là con hà chứ không phải con hào đâu. Thế tí ra làm một bát canh hà chua ở chỗ biển Thiên Cẩm thì ngon luôn. Hiện tại thì chúng ta đang ở huyện Cẩm Xuyên của Hà Tĩnh. Em có biết là Cẩm Xuyên ngoài biển Thiên Cầm ra còn địa điểm nào nổi tiếng không?
À, trên cái lon bia Huda hôm qua có chữ Hà Tĩnh này, có thấy cái em có thấy cái hồ ở dưới không? Hồ kẻ gỗ không? Em toàn vào Quảng Trị với Quảng Nam thôi. Toàn vào mới đi được có một chuyến là toàn vào. Thực ra thì ở huyện Cẩm Xuyên này có hai địa điểm du lịch nổi tiếng, đó là biển Thiên Cầm và hồ kẻ gỗ. Thì cái bài mà người đi xây hồ kẻ gỗ cũng rất là nổi tiếng. Sau này thì chúng ta sẽ lên đấy khám phá sau nhá. Đi thuyền trên hồ kẻ gỗ cũng rất là đẹp em ạ. Bây giờ mình sẽ đi ra chỗ ngoài biển Thiên Cầm đi ạ. Mới nay là đi biển nhiều là bây giờ anh em nhìn thấy hải sản là cũng ngán hết cả rồi. Đấy, ông quay phim mà lắc đầu ngoài ngoại kia. Mà thôi cứ đến đây thì để giới thiệu qua những cái đồ ở đây, đồ tươi sống. Đây là vẹm xanh mọi người nhá. Vẹm xanh này thì ở ngoài Cát Bà mình cũng rất là nhiều. Một đĩa nhà này thấy khoảng 150. Trang thì chưa ăn vẹm giờ, từ hôm nọ đi giờ đúng không? Đúng. Nên tí anh sẽ gọi vẹm cho em. Bên này là ghẹ này, ngao tím này. Có một cái con rất đặc biệt là con cá này em ơi, con cá trình này. Đấy. Em thấy em nó đang giống hỏi con đây này, con này to hơn này anh. Nó chui vào trong đây nhưng mà con này nó lại chui vào trong cái ống này nó ngủ. Đây đây này, em đang hỏi là con cá này con cá gì? Cá trình này. Đây con này to hơn này. Cá trình này ngày trước thì anh thì đã từng nướng rất là ngon anh nhỉ. Đúng, mình nuôi ông chọn chủ đâu đó. À. Cá trình thì mình bán như nào? Bán theo ký. Bán theo ký. Bán theo nuôi. Bán theo nồi. Kỳ được của nồi. À, một ký một nồi. Một nồi bao nhiêu tiền anh? Dạ. Một nồi là 550. 550 mọi người ạ. Đấy là đặc sản trong ngoài đấy. Đây là tôm này. Tôm này tôm biển hay là tôm nuôi anh? Cạn nuôi cả biển. Cạn nuôi cả biển à. Đây. Ôi con ốc này nó đẻ trứng luôn này anh này. Đúng. Ôi, nuôi lâu quá nó đẻ luôn cả trứng này. Cái này là ốc ốc gì đây? Ốc gai. Ốc gai. Cân bao nhiêu anh? Một cân là 300. Vâng. Em cứ review như thế cho người ta xem. Đây ghẹ xanh là bao nhiêu anh? Ghẹ xanh thì 650. 650 à, giống như hôm ở Giao An ở đâu nhỉ? Bao không? Chưa bằng cái đâu ghẹ đâu nhỉ? Có cái ghẹ đỏ. À, bãi đá nhảy cũng 650 như thế. Ừ, con kia con ghẹ đỏ kia to chưa? Con kia phải con đấy hơn cân đấy. Ôi, super to luôn. Cá mú ghẹ to nhá. Đây, cá mú nữa. Trang có biết con cá này cá gì không? Cá này á? Cá này là cá gì đây? Đấy, cá vược. Vược đấy. Nó là cá vược đấy. Cá vược này nấu canh chua các kiểu nướng nó dùng nhiều món lắm. Ở quanh cái khu vực biển Thiên Cầm này chúng ta sẽ thấy rất nhiều những quán hải sản ở sát bờ biển như thế này. Thì du khách có thể là vừa ăn xong là vừa xuống để tắm biển luôn. À, mọi người ăn trưa cùng anh em nhé. Vô cái nào. Dâu. Nay anh em ăn nhiều quá. Bây giờ đâm là chỉ có gọi cơm. Mực để ăn cơm với cả con vẹm hấp này thôi. Để cho Trang thử con vẹm. Đấy, Trang thử con vẹm đi. Đây, em thử con vẹm đấy. Đây, bên trong nó vàng vàng. Rất là ngon luôn. Ngon ạ. Mùi tàn nó hát vào mũi. Ngon. Con này rất là ngọt. Em bỏ bỏ đây. Mà 150 một cái đĩa này thì hơi ít quá nhỉ. Thế hồi cứ ăn đi xong tí gọi thêm. Vừa. Đây to này. Đây cho em ăn đi. Anh ăn đi. Đây thì anh ăn luôn. À, em ăn thử một cái. Nhiều khi chỉ cần một hai món là cũng đủ ngon rồi. Thì là vừa vị. Ăn bữa cơm là lỗ là hợp lý luôn. Còn đấy, mọi người mà đi qua cái chỗ biển Thiên Cầm thì nhớ ghé để ăn hải sản với tắm biển. Thường thì ra là tầm chiều thì tắm sẽ hợp lý hơn. Biển Thiên Cầm này mình thấy là khá dài ấy. Xung quanh đây thì bà con ở khá là đông đúc. Bà con ở với ở gần chỗ với cả cầu cửa nhựa. Em sẽ ăn cơm luôn đây. Đói quá rồi. Cơm. Cá muối miền Trung. Không biết là dạo này còn mặn hay không. Ngày trước thì anh ăn cá muối miền Trung là anh rất ám ảnh cái vị mặn của nó. Nhất là vùng đất Hà Tĩnh nhỉ. Bởi vì ngày xưa họ muối, họ cho nhiều muối để ăn được cơm nhiều. Không ăn được cơm nhiều. Cũng hơi mặn mặn. Đúng vị của miền Trung luôn.
mặn hơi cay cay nữa. Quá mặn luôn ấy. Cái này một quả cà này mà chúng ta phải ăn được một bát cơm. Mặn quá. Mặn thật. Đúng cái vị của cà muối Hà Tĩnh luôn. Làm một con mực mọi người. À, làm con mực nào. Mực ấy. Đây người ta cũng ngon. Ngon không tạm em? Dạ. Ok. À, như bây giờ là tầm chiều chúng xuống bơi thì tốt hơn nhỉ. À, mỗi một tỉnh thành như này cũng sẽ có một cái bờ biển nổi tiếng nhất. Mặc dù là biển của Hà Tĩnh cũng khá là dài ấy, nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn chỉ là biển Thiên Cầm. Bởi vì ở đây nó có đầy đủ dịch vụ. Sau nhiều năm quay trở lại đây thì anh thấy là chỗ này bây giờ cũng sầm uất hơn ngày xưa rất nhiều. Tính như là lên thị trấn rồi, lên thị trấn Thiên Cầm rồi. Canh này hơi nhằn một tí. Mà em cho thêm muối là được. Sau này là cái ngao mà đây. Ngao họ nấu cái ngao để cho nó ngọt nước đây này. Hôm trước em còn nhớ một cái đặc sản món ăn nổi tiếng ở Hà Tĩnh mà quay rồi không? Món bên này ăn nhiều hải sản quá. Không phải hải sản. Vừa mới đi từ Vinh qua em ăn cua đơ. Rồi. Đúng rồi. Cua đơ là một cái kẹo kẹo với bánh nổi tiếng của Hà Tĩnh ấy. Đi đâu để giới thiệu nhá. Dạ. Tí nữa đi qua kia nếu mà có gặp thì mua một ít về làm quà. Nhìn miếng cua đơ, nhìn hai miếng cua đơ. Rồi. Ăn đi em. Trăm rưỡi này chắc được mấy con vẹm nhỉ? Cái này là 1 2 3 4 5. Nhưng mà anh rất thích cái màu vẹm này nhé. Cái vẹm nó xanh rất là kỳ lạ, trông kỳ ảo luôn. Nhìn hay. Lúc mà nhìn từ dưới biển viết lên nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Màu xanh, xanh rất là đẹp. Hay mà được làm chăm sức thì hay anh nhỉ? Biển Cát Bà cũng nhiều đúng không anh? Biển Cát Bà cũng thế. Anh nghĩ làm một cái cặp kính như này thì cũng nhờ. Kính thời trang từ con vẹm xanh thì cũng đẹp đấy chứ. Trời ơi, một ý tưởng khá là tồi. Đúng rồi đấy. Rồi, mời mọi người ăn nha. Con vẹn này, cái nang của nó rất là hồng. Thấy không? Ngon. Cho ăn cà chứ không? À. Không, ăn cà đâu. Ăn cà, ăn cơm. Ngon.